À, đẹp chuẩn, 15 triệu em chia sẻ với bà con mua con bê như thế này, nó hợp lý, nó đẹp hơn cái con bê bữa ngoài kia mình trả 16 năm. Mà bà chị bà còn chơi rí chơi mắc điện đi điện lại mấy lần luôn bà con. Mình chia sẻ với bà con á, dứt điểm vào nhà là trả phát một, được bác không được đi và không mua nữa luôn á. Nếu mà điện cái kiểu như chị là em chia sẻ với chị là em không mua nữa luôn á. Bà con biết không, ném không, ra trả giá đó. Đó, xong rồi là về chị điện chị bớt 500, bớt 1 triệu đó, là cuối cùng chị đòi là 18 năm á, là thành cuối cùng là thành sale là còn 17 năm đó, sale là chị hạ xuống còn 17 đó. Mình đã nói là dứt điểm là giá là 16 triệu 500 là em mua, còn nữa là chị cứ bán đâu bán đó. Xong rồi cuối cùng ấy, chị điện cho chồng là thêm 300 nữa thì chị bán, có nghĩa là 16 triệu 800 đó. À, em mình nói lại một lần nữa là cứ đúng 16 năm là em bắt, còn nữa là em không mua. Mà chị đừng điện đi điện lại chi, tham khảo hết đi rồi chừng nào điện em mua. Xong rồi em chẹp điện lại bán, đó là chịu thống nhất là 16 triệu 500 bán. Xong rồi cái tối chiều mình chuẩn bị đi chỗ bò, chị điện lại nói là bây giờ chồng chị không muốn bán. Đó, là thôi, mình dứt điểm nào nói thôi, chị bán cái con bê mà có trăm mấy trăm bạc mà ở gần mà chị bán kiểu đó thì bán đâu bán nữa, em không mua nữa. Mua con bò nó phải nhanh gọn lẹ bà con. Mình cái tính của mình làm gì đó, lỗ lời mấy trăm ngàn nó tới đâu bà con. Đó, đồng ý bà con nuôi con bò nó khổ thật, nhưng mà cái tính cách của mình á là mua là phải dứt điểm. Đó, nhanh gọn giùm mình cái. Được thì bán, không được thì thôi, mình đã ra cái giá dứt điểm như vậy, không thêm không bớt. Mình có chớ cũng 16 triệu 500 mình không bớt 1 nghìn nào hết. Rồi cứ bớt 500, bớt 1 triệu rồi cuối cùng thống nhất giá được ra bác, chuẩn bị ra bác rồi thêm 300 rồi cái xem cuối cùng ấy ra bác cái nó là chồng bán đó. Hi, sau một ngày dài thì chúng ta lại được gặp nhau. Tuần TV MC Cuộc Sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Đó thì chia sẻ với quý vị chị và các bạn, hôm nay là thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2021. Đó thì hồi trưa mình cũng có làm một cái video chia sẻ trên kênh. Đó, đêm hôm mình về tới trại của mình đây, tổng quan là 15 con bê, trong đó có 12 con ba bê và 2 con Angus với 1 con Rathman trụi sân. Đó, thì mình làm một cái video báo giá chi tiết trên kênh Tùng TV hồi trưa rồi. Đó, nhưng mà bò mới về, đó, nó lạ cái rong. Thứ hai nữa là bò mình bắt nó lạ nhà, lạ bời, lạ chuồng, nên là nó chạy nó sáo bò quá. Đó, bà con nhiều lúc nhìn cũng không rõ. Nhìn thì không rõ như vậy, nhưng mà những người yêu quý, những người tin tưởng Tùng TV, đó, trúng mắt là chốt được 10 con rồi. Đó, thì ngày mai tổng thể thì mình đi giao 10 con. Đó, còn trại là 5 con 3B. Đó, thì mình chia sẻ những con nào bán, những con nào chưa bán, và mình chia sẻ quý vị anh chị và các bạn lại từng con để quý vị anh chị và các bạn ai quan tâm thì tham khảo lựa chọn. Đó, thì ngày mới cũng kết thúc, kính chúc quý bà con có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui đó, trong chăn nuôi luôn được thuận lợi, và xem video hết nội dung với mình. Rồi, cùng bắt đầu nội dung video với mình nào. Let's go. Thì chia sẻ với quý bà con là mình bán 10 con á thì cho coi thử cái 4 người. Đó thì 2 người bắt 6 con, mỗi người 3 con, và 2 người bắt 4 con, mỗi người 2 con. Đó thì trong cái số mình bán á là một con 2 con Angus nè với lại một con Rathman thì mình bán cho một người. Đó. Rồi 3 con 3B. Đó, 3 con 3B gồm một con 22 triệu 500, một con 23 triệu, một con 23 triệu 500 á. Thì mình chia sẻ quý bà con là mình bán cho một người và mình cũng đồng giá luôn là 23 triệu. Đó, ba vận chuyển. Đó, thì đây, con Angus mình vừa mới quay đang đứng ăn với con Angus rèn đây. Đó là một cặp Angus. Đó, giá 33 triệu chia sẻ quý bà con thì kiếm khách nước. Bò này thì chia sẻ quý bà con là bò phối mà nó dài lắm nha bà con. Bà con không biết nhìn rõ không chứ nó dài. Đó, đây. Nhìn cái chiều dài con bê bà con có thể thấy. Đó. Đó. Thì nhớ bò thì ù cái chuyện đó là chuyện rõ ràng rồi. Đó mà giá nó phải mềm, phải hợp lý. Con đó thì nó tốt ăn cực kỳ luôn. Đó, anh Angus đó. Con này thì ít rành hơn. Nó vẫn rành cái mạch thôi bà con, mà nó ít rành hơn, nó không bằng con kia. Đó, 16 triệu 500 đồng giá cặp này 33 triệu. Và một con được Rathman, đó, giá 15 triệu 500. Đó, giá cực kỳ yêu thương luôn. Đó.
là tổng quan là chia sẻ với quý bà con là mình bán được 10 con đó, 10 con trước mắt là 10 con thôi. Con này cũng bán rồi đó, con này với lại hai con trong kia nữa là đồng giá là 23 triệu đó cho ông anh đó. Theo dõi con đẹp bò của mình rất nhiều, lâu lắm rồi nhưng mà mua không được, cuối cùng đó là mua bò lai nuôi đó, vừa thấy bà bê bách ba con đó và hai con bông chốt cho một người, là gồm cái con bông này đó, con bông này con này với con này nó ngang giá tiền với nhau này bà con đó, 26 triệu luôn. Ba con 26 triệu, ba con 25 triệu 500, ba con 24 năm, một con 22 triệu 500, một con 23 triệu và một con 23 triệu 500 đó, là 12 con đó, tổng quan là 12 con là nó như vậy. Rồi hai con 16 năm, một con 15 triệu 500 đó, là tổng quan cái đàn bò mình về là nó như vậy đó. Thì bây giờ đang nhà kế bên kia đang xây có đó, nên là nó hơi ồn. Rồi là con có thể thấy hai con rất manh như thế này đó, còn đây đó, với lại hai con anh gút kia là mình chốt cho một người đó, rất manh tuổi sừng chuẩn với bà con đó, mạch cục tuổi sừng miệng to dày sấy này, bà con có thể xem sấy này đẹp đó, đẹp chuẩn. 15 triệu em trem chia sẻ quý bà con mua con bê như thế này nó hợp lý, nó đẹp hơn cái con bê bữa ngoài kia mình trả 16 năm mà bà chị bà còn chơi rí chơi mắc điện đi điện lại mấy lần luôn bà con. Mình chia sẻ với bà con á, dứt điểm vào nhà là trả phát một, được bách không được đi và không mua nữa luôn á. Nếu mà điện cái kiểu như chị là em chia sẻ với chị là em không mua nữa luôn á bà con biết không, ném không ra trả giá đó đó. Xong rồi là về chị điện chị bớt 500, bớt 1 triệu đó, là cuối cùng chị đòi là 18 năm á, là thành cuối cùng là thành sale là còn 17 năm đó, sale là chị hạ xuống còn 17 đó. Mình đã nói là dứt điểm là giá là 16 triệu 500 là em mua, còn nữa là chị cứ bán đâu bán đó. Xong rồi cuối cùng ấy, chị điện cho chồng là thêm 300 nữa thì chị bán, có nghĩa là 16 triệu 800 đó. Em mình nói lại một lần nữa là cứ đúng 16 năm là em bắt, còn nữa là em không mua, mà chị đừng điện đi điện lại chi, tham khảo hết đi rồi chừng nào điện em mua. Xong rồi em chẹp điện lại bán, đó là chịu thống nhất là 16 triệu 500 bán. Xong rồi cái tối chiều mình chuẩn bị đi chỗ bò, chị điện lại nói là bây giờ chồng chị không muốn bán đó, là thôi mình dứt điểm nào nói thôi, chị bán cái con bê mà có trăm mấy trăm bạc mà ở gần mà chị bán kiểu đó thì bán đâu bán nữa, em không mua nữa. Mua con bò nó phải nhanh gọn lẹ bà con, mình cái tính của mình làm gì đó lỗ lờ mấy trăm ngàn nó tới đâu bà con đó. Đồng ý bà con nuôi con bò nó khổ thật, nhưng mà cái tính cách của mình á là mua là phải dứt điểm đó, nhanh gọn giùm mình cái, được thì bán không được thì thôi. Mình đã ra cái giá dứt điểm như vậy, không thêm không bớt, mình có chớ cũng 16 triệu 500, mình không bớt 1.000 nào hết, rồi cứ bớt 500 bớt 1 triệu, rồi cuối cùng thống nhất giá được ra bách, chuẩn bị ra bách rồi thêm 300, rồi cái xem cuối cùng ấy ra bác kia nó là chồng bán đó, cuối cùng thôi bán đâu bán, mình không mua nữa, dứt biết là không mua nữa. Dạ rồi bây giờ có bán bao nhiêu bán thì cũng không mua nữa, mua bán là nó phải nhanh gọn lẹ chứ cái kiểu đó thì không mua nữa đó. Đó là cái câu công việc mà chị cứ so là cái con bê của chị với lại con bê bữa bác sát nhà là con bê của chị Dung, nó bê chị Dung nó đẹp hơn, còn bê chị đó là nó to hơn thật, nhưng mà cái đít nó xấu, nó không có bằng là con đít nó nhọn đó, nên là nay không mua nữa đó. Còn bò mình đi mua là mình bà con nào theo dõi kênh chia sẻ quý bà con vào trá mình bắt liền, phát một xem liền đó. Thì tổng quan thì mình còn nem con ba bê đó, nem con ba bê chia sẻ quý bà con là nó như vậy đó. Để mình nghe điện thoại một xíu rồi mình quay tiếp cho bà con xem. Rồi các bạn, đó thì nghe điện thoại xong thì có hai anh khách ở trên Chư Sê xuống anh chơi anh thêm cho biết trại. Anh thì mua bò cái nuôi sinh sản đó, anh đẹp của mình nói chung là vào chơi thêm trại cho biết trại bò giống Tôn TV đó, rồi đẹp một số bò nuôi sinh sản đó. Còn đợt này thì mình về toàn bò vụ béo không đó, ba bê mới được like bò béo thôi đó. Hai con này rồi, con Redman với con anh Good với lại con anh Good ngoài này anh khiếp luôn đó, dành anh không ba con nào nó ăn cũng tốt. Ê, ní vậy cho nó ăn chứ, phá quá.
Đó thì chia sẻ với quý bà con thì bò này đó, anh thì chia sẻ quý bà con là mình bán tổng quan là 10 con rồi đó, thì còn chỉ có 5 con thôi đó. Thì 5 con thì còn một con là 26 triệu đi đâu mất không? Phớt sale ra bà con đó, con 26 triệu con này đó. Thì mình quay lại những con để mình thông báo cho bà con biết nha. Đó, con này là con 26 triệu đó, ba con 24 triệu 500, đó ba con 24 triệu 500, một con 25 ở giữa thôi là con, ba con 24 là con này đó, con đen này đó, và một con nữa đâu mất rồi, rồi là ba con, rồi con này nữa bà con đó, là chia sẻ với quý bà con là con đó, còn con đây đó, rồi con này đó, với con bên kia rồi, con gia lương phía bên kia là chốt cho một người đó, đồng giá 23 triệu rồi đó, con gia lương đây đó thì đồng giá 23 triệu đó, rồi còn tiếp theo là hai con bông đó, gồm mấy con bông đây đó, con bông đây, bông muối tiêu này đó, và một con bông muối tiêu to ở ngoài này thôi đó, là hai con bông muối tiêu này là đồng giá là 26 triệu đó, mình cũng chốt cho một người rồi đó. Rồi còn tiếp theo là hai con là cái con lò tráng đó, con lò tráng đây với lại con đây đó, con bông đây là mình chốt cho ông anh ở trên đồng xanh đó, cũng chốt luôn rồi đó, ông anh đồng xanh vừa rồi mới ngày hôm kia mua của mình hai con đó, cũng 51 triệu, nay cũng bắt thêm kẹp nữa cũng 51 triệu đó. Chia sẻ với quý bà con là như vậy, tổng quan thì còn lại 5 con đó, thì ai quan tâm đó thì đến xem bò thực tế tại trại hoặc là chốt qua điện thoại cũng được đó. Nếu mà mua hết 5 con luôn á thì mình đồng giá bao nhiêu? 25 triệu ơi. Đó. Do còn 5 con này. 5 con này, một con 26, một con 25. Đó, ba con 245. Đó, thì đồng giá lại là còn 5 con đồng giá 25 triệu. Đó. Hàng to. To to hết rồi. Đó thì ai quan tâm thì đến xem bò thực tế, và nếu mà chốt hết 5 con thì mình lấy giá ưu đãi cho. Bao bằng chiên luôn cho. Đó. Nói chung là mình mua bán cái tính của mình là phải nhanh, gọn và lẹ. Đó, lời lỗ thì mấy trăm nghìn, mình cũng lời thì cũng lời mấy trăm, mà lỗ thì cũng lỗ mấy trăm thôi chứ. Không có lỗ tiền triệu mà lời thêm có mấy trăm nữa thì cũng không gieo được đâu bà con. Đó. Đó là bán mua gì cũng vậy, phải nhanh, gọn lẹ và dứt khoát. Cái gì cũng vậy. Đó. Bán như bà chị có con bê, thật sự ra là mình đã nói tới mua bán cái kiểu như mình thì chả có ai mua bán cái kiểu như mình đó, nhưng mà đã nói rõ ràng như vậy rồi mà cứ cà sụt cà xịt bán ra tra đòi 18 triệu, trả 16 năm, rồi kia là thuộc xuống 17 năm, rồi 17, rồi 16 năm đó, chịu bán rồi đấy. Thì, nói thêm 300, thêm 300 thì mình không biết, nói thầu bán rồi cái tao chiều gọi lại nói chồng không chịu bán đó, sao cứ gà thục gà thù xịt dở là mình bó tay, không thích. Thật sự ra là cái kiểu mà cứ gà thục gà thò đó là mình không thích thật sự. Thôi, cái tính của mình là phải dứt khoát, nhanh gọn lẹ đó, dù nó như thế nào nữa mình trả là mình mua đó, mình trả giá là mình mua, nhưng mà bán thì cho nó dứt khoát chứ bán cái kiểu gì đâu là kỳ giỏi sao mua. Nhưng bà chị bà chị hôm trước trên nhà cách có ba cái nhà đó, ra bà đòi kẹp nghĩ là 32 triệu, mình trả 31 triệu đó, trên lên 1 triệu thì giá của mình trả 31 là giá cố định rồi đó, thì mình mua thì 31 triệu đó, nhưng mà trong khi đó thì hai ba người dạng mua dùm giá 32 triệu của chị đưa đấy, người ta chấp nhận nghĩ đẹp, người ta thêm con 500 nghìn đó, thì mình chớ mình lấy tiền xe cố định hầu giờ rồi, cứ 500 nghìn con đó. Thì bà chị bà bớt lại cái lọc thì mình về mình cũng bớt lại cho chủ nuôi, cho mình đâu có lói đâu đó. Thì giá cá thì nó rõ ràng công khai như vậy, trong xóm trong làng mua bán nó phải dứt khoát đó.
bất kể ai vậy, nguyên những người bán bò cho mình chia sẻ với bà con vào nó phát một bếp à, mà lâu lâu mới gặp được người sao đâu có mấy trăm nghìn cứ thục thò, biết ai cũng biết là nuôi con bò nó khổ nhưng mà còn nghĩ tới người ta mua về người ta nuôi nữa chứ, đó không? Mình chén qua mình làm cái kênh này chia sẻ với bà con cũng cũng là cái nơi để mà bà con mua bán cho nó thuận tiện thôi đó. Mình kiếm được tiền xe, mình giao lưu gặp gỡ với bà con, mình xuất hiện trên kênh để mình làm như thế này, mình kiếm cái tiền từ YouTube, tiền quảng cáo đó. Thì chia sẻ với bà con là nó rõ ràng như vậy rồi mà cứ cà thục cà thò đó. Con này hồi sáng về cốp rộp bà con đó. Nhưng mà giờ ăn nó no này, ôi ăn thôi rồi luôn đó. Thì nguyên cái đàn bò này chia sẻ với bà con là còn 5 con đó, ngày mai mình đi giao 10 con kia đó. Còn 5 con lại thì ai quan tâm thì đến xem bò thực tế, mua bán thì nó rỉ gọn nó nhanh lẹ chứ còn mua bán mà thục thò thì mình cũng không thích. Mình thì nói dứt khoát như vậy, chẳng hà bà con tới xem bò thực tế rồi em bớt ăn bao nhiêu như thế giao lưu với mình đó. Có nhiều lúc bán 10 bò mình lợi 1 triệu mình vẫn vui, mà phải nhanh gọn đó chứ bà con mà bán cái con bò mà nó chậm trễ xin lỗi chứ người ta mua cũng mệt lắm thật sự luôn á đó. Bò ăn đều lúa rồi, nói chung quý bà con như vậy. Còn chỉ có 5 con thôi, bà con quan tâm thì đến xem bò thực tế rồi bác về nuôi cho nó được hiệu quả đó. Nội dung video của mình thì đến đây là hết. Cảm ơn quý bà con đã xem theo dõi video của mình và cũng như lắng nghe những cái bức xúc của mình khi mà đi mua bò gặp những người mà kiểu như phục thò, kiểu như chậm đó. Ai cũng vất vả hết bà con. Người mua, ví dụ như người tâm lý người mua mình người mua như mình thì mua cái con bò về thì bà con quan tâm ủng hộ mua thì mình bán ra đó, chứ còn không ủng hộ mua thì mình cũng giữ miết tay mình nuôi chứ, đúng không? Là nuôi thì mấy cái con bò mà cao sao về hứng thú gì nuôi, bắt đúng giá thị trường thôi đó. Rồi trong khi người ta thấy đúng giá thị trường người ta mới ủng hộ, có nghĩa là bà con thấy bò nó hợp lý. Ví dụ như cái con bữa mình trả là 16.500.000, chia sẻ với bà con là không có ra rỉ đâu, chị nghĩ là rỉ chứ mà không rỉ đó. Ai xem kênh cũng biết là con bê nó xấu cái mông nó không bình đó, nhưng mà chị cứ nghĩ là rỉ thêm bớt mệt rồi, dứt khoát là cái con bê đó bây giờ mình có, bây giờ chị kêu lại mà bán cho mình giá 13 triệu mình cũng không mua đó. Thật sự vậy, vì là mình tính mình vậy, bà con có yêu quý hay có ghét mình cũng được, chứ tính mình như vậy. Mua là phải dứt điểm, mình đã nói rồi, cứ tham khảo giá thoải mái. Khi nào mà chị cảm thấy quyết định bán, còn vợ thận chồng chứ đừng bán mà kiểu ra ghét, mà vợ bán là chồng bán kiểu đó cũng chết nữa chết giữa đó. Nên là chừng nào thuận vợ thuận chồng rồi là alo em ra em chớ đó. Nhưng mà cứ là thuộc là thò, bán rồi không bán, giờ gọi lại bán cũng không mua nữa. Vậy đó, mình trả là mình mua nhưng mà phải dứt khoát một lần này chứ không làm vậy được đó. Rồi, nội dung video của mình chia sẻ những cái bức xúc nho nhỏ của mình đó để bà con tham khảo, rồi ai thương ai ghét gì thì cứ comment bình luận phía bên dưới đó. Tính của mình nó như vậy đó, thẳng thắn, thật thà thẳng thắn đó, mặc dù biết là sự thật nó mất lòng nhưng mà vẫn phải nói, tính là vậy rồi đó. Còn bò bê là nó như vậy đấy, con cứ mấy trăm chia cổ bữa nay chia xíu với bà con nó cũng khó, nên là mình bắt số bò này có sao nói gọi, mình cũng nói chủ nhà chăm trước bớt cho em trăm 200 tiền xi, nên là mấy con này cũng chủ nhà cũng vui vẻ bớt hết bà con đó. Nó tiền xi giờ nó khó quá, do là nói chung là vận chuyển khó lắm bà con biết rồi, khó là như thế nào rồi đó. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi video của mình. Bye, hẹn gặp lại tất cả quý vị chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh, like nhiệt tình và chia sẻ video đến người thân bạn bè được biết. Hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo ạ. Bye.